Chào mọi người, ngày hôm nay ha, Diệu sẽ làm một clip báo giá về các dòng in the ball phía bên cửa hàng xe máy Thành Tâm ha. Thì hiện tại ở đây á, có 1, 2, 3, 4, 4 chiếc á, xe đã ra rồi nha mọi người. Thì đây á, là một chiếc Sonic đời 2020. Thì giá bên cửa hàng đang có giá là 40 triệu nhưng mà con này đang có chương trình giảm giá cực sốc nha. Chiếc này được giảm còn là 39 triệu nha mọi người. Chiếc này thì đời 2020, báo udo mọi người luôn nha. Con này hiện tại udo đi được là 9.737 km, mâm đỏ nha mọi người. Rồi, con tiếp theo thì chiếc này là Sonic đời 2021, giá hiện tại là 41 triệu và đang có chương trình giảm giá nha, còn 40 nha mọi người. Và kế bên đây là một chiếc Sachia đời 2021, bản là trắng đỏ đen nha. Thì con này đang có giá là 39 triệu và đang có chương trình giảm giá là còn 38 triệu nha mọi người. Ở đây có một chiếc Sachia đời 2020 nè, giá bên cửa hàng là 38 triệu đồng nha. Và đây hiện tại xe các mẫu Underbar nhập về rất là nhiều ha. Ở đây thì có một chiếc Sonic bản Hati. Xe này thì chưa vệ sinh nha, con này hiện tại bên cửa hàng đang có giá là 39 triệu đồng. Dưới đây nè, xe nhập về rất là nhiều mẫu cho mọi người chọn lựa luôn. Thì ở đây có hai chiếc Guider và Sachia nha. Thì Guider hiện tại á, bên cửa hàng đang có giá là tầm 35 triệu thôi. Còn Sachia thì giá dao động là từ 36 cho đến 38 triệu đồng. Ở đây cũng còn hai mẫu Sonic nữa nè. Sonic thì bên cửa hàng xe máy Thành Tâm á, giá sẽ dao động là từ 38 cho đến là 38 đến 40 triệu nha mọi người. Rồi, mọi người mà hiện tại á, đang quan tâm xe, ở đây có chiếc Sachia nè. Thì đang quan tâm các dòng xe bên cửa hàng xe máy Thành Tâm á, quan tâm dòng nào á, có thể là comment bên dưới giùm Diệu ha. Diệu sẽ làm clip báo giá nha, hiện tại xe Thành Tâm nhập về rất là nhiều để báo giá cho mọi người nha.